Kính bạch quý sư đại đức, tôi có câu hỏi liên quan đến trường hợp nghiệp thiện trổ quả trong điều kiện bất thiện và mang lại cảm giác khó chịu và khó xử nơi người nhận. Tôi có hai ví dụ. Hai anh em sống chung nhà, người anh là một gangster xã hội đen và thường trấn lột các món đồ của người dân mang về cho người em. Người em là người lương thiện, không muốn nhận lấy và mang tâm lý e dè và ngại ngùng. Khi phải nhận lấy những món đồ vật và tiền bị trấn lột từ người khác, người A làm chung văn phòng với con trai giám đốc công ty. Vì làm chung văn phòng nên người con trai giám đốc thường trốn việc và ra hiệu cho văn phòng của mình bớt việc làm bàn giao. Người A vì làm chung văn phòng nên cũng không có nhiều việc phải làm nên rất an nhàn. Tuy nhiên người A thường mang tâm lý mặc cảm tội lỗi. Trong hai trường hợp này, rõ ràng cả hai người, người em và người A đều có quả thiện nghiệp, nhưng cả hai lại không mặn mà làm với thiện nghiệp đó. Chưa kể những quả thiện nghiệp này đều trổ trong điều kiện không tốt đẹp. Vậy tại sao chuyện này lại xảy ra? Liệu có phải trước đây họ cũng làm những việc tương tự nên bây giờ quả trổ có đen lẫn trắng? Những người đệ tử Phật nên làm gì trong những trường hợp đen lẫn trắng này? Thứ nhất là sư cần phải lưu ý đến quý vị là không phải cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp. Nhớ nha, không phải cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp. Ví dụ như khi một người đến cúng dường đến Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn không bao giờ nói là cái này do cái nghiệp cho nên là người này họ đến cúng dường Như Lai, không có. Chỉ có một số trường hợp Đức Thế Tôn kể về tiền nghiệp, tức là tiền nghiệp hồi xưa do như thế này cho nên thời nay nó như thế này thôi. Cho nên chúng ta tránh thái độ là cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp, nó không có nên. Rồi một điều nữa là trong trường hợp giả sử cái đó là do nghiệp ha, mà có cả đen lẫn trắng thì mình phải xử lý như thế nào? Cái việc của quý vị làm sư nhớ đến một cô đang ở Mỹ, cổ du học Mỹ, sau đó cổ định cư ở Mỹ, thì cổ rất là nghèo. Khi mà cổ qua Mỹ thì cổ rất là nghèo, bởi vì cổ làm dựa trên cái gọi là cái sự lao động của cổ để cổ nuôi chính cổ. Thì cái vấn đề là cha của cổ á, cho cổ rất là nhiều tiền. Cha cha cổ là một quan chức lớn thì cho cổ rất là nhiều tiền. Thì nhưng mà cô này á, cổ biết là những cái đồng tiền mà cha mình đưa là những đồng tiền bẩn, cho nên là cổ không có xài, cổ không có dám đụng vô, mà cổ đem đó cổ đi cổ làm từ thiện hết. Cổ làm từ thiện hết. Và cổ chỉ tiêu cái những đồng tiền nào á mà cổ làm ra thôi, còn tiền nào mà cha cổ đưa là cổ đem cổ đi làm từ thiện hết, cổ không có dám đụng vô. Thì bẵng một thời gian sau thì cô cha cổ sổ khám, coi như là phong tỏa tài sản và cha cổ phải chịu cái án. Đó thì như vậy đó. Cổ cũng nói chung thì cổ cũng không có cái sự áy náy trong cái đời sống của mình, bởi vì kể từ khi mà cổ hiểu chuyện thì cổ đã không sử dụng những cái tiền của cha cổ đưa mà cổ cho là nó có được do cái bất chánh. Thì quý vị có thể tham khảo câu chuyện này để quý vị có cái sự lựa chọn của mình. Và xin mời Đại Đức Tuệ Tương chia sẻ thêm về vấn đề này. Đại Đức Hoa Kỳ chờ tí xíu. Kính thưa
Đại đức Hạnh Tuệ kính thưa quý vị, thì như Đại đức Hạnh Tuệ có đọc câu hỏi là cũng có giải thích cho quý vị đó, theo sư thì nó cũng khá là rõ ràng cho quý vị. Câu hỏi này thấy nó có vẻ nhìn vô nó dài không, nó vẻ rối ren, thật sự nó vấn đề nó cũng đơn giản thôi vị, chứ không phức tạp. Thứ nhất quý vị hỏi là tại sao chuyện này lại xảy ra. Nếu mà nói là nếu mà ở đây quý sư nói là cụ thể cái chuyện này xảy ra là nguyên nhân, cái nhân nó là như vậy nè, không, nhân nó là như vậy nè, thì cái đó là sai, vì sai tinh thần là lời Phật dạy. Bởi vì sao? Bởi vì chính xác làm sao mà biết chuyện này nó xảy ra ra cái cớ sự như vậy á, thì chỉ có Đức Phật toàn giác biết rõ ngọn ngành thôi vị. Tại vì nghiệp quả của nghiệp mà là cái một trong bốn bất khả trừ nghị mà, cho nên ở đây quý sư chỉ đưa ra những cái ví dụ, không, cái ví dụ để cho mình liên tưởng đến là mình quá khứ á, mình làm những cái gì hay là những câu chuyện bất cứ đó, không, để mình mường tượng được, không, mình tự hình dung thôi. Còn nói mà nói là cụ thể chạy xảy tại sao ra chuyện này thì quý sư phải nhấn mạnh quý vị nha, là quý sư không có chủ trương gọi là chính xác cái nhân của hai cái đối tượng một hai nè, là bị gì nên dẫn đến kết quả này, cái đó là không có. Cái vấn đề thứ hai là quý vị hỏi là liệu trước đây họ làm những việc tương tự bây giờ quả chỗ có đen lẫn trắng. Đen lẫn trắng này thì thật sự thưa quý vị thì cũng là nằm ở mức ở cái mức gọi là võ đoán này, giống như để Đức Hạnh Tuệ nói là ví dụ đó. Ví dụ là cho trường hợp này đi là đen trắng đi, đúng không? Thì nếu mà đen trắng thì vị biết rồi đó, là trong quá khứ là nếu mà nói là đen trắng thì quá rõ ràng, có nghĩa là vừa làm bất thiện mà vừa làm thiện, hay là mình làm thiện nhưng mà không có hợp chí, không hợp chí rồi không đủ tâm tư, hay thậm chí làm thiện xong mà bị hối tiếc, bị hối tiếc, cái chi tiết quan trọng là bị hối tiếc này, cho nên là khiến cái nhân đó khiến cho giống như là cái hạt giống, thì bị cái hạt giống mình gieo á, trong một cái điều kiện mà nó không tốt á, thì khi mà cái quả nó trổ ra nó không có đưa đạt, nó không có đạt được cái chất lượng tốt, giống như quả nó quả có quả đó nhưng mà nó không có ngọt. Nó đúng hơn là quả có quả chín cây cũng sum suê đó, nhưng mà nó không có ngọt, và thậm chí nó bị hư này nọ, bị sâu rầy này nọ đó, là trường hợp đó. Còn quý vị lại hỏi là những người đệ tử làm gì trong những trường hợp đen lẫn trắng này, thì đơn giản thôi quý vị, có một cái việc quý vị phải bắt buộc phải làm thôi, là dù trong hoàn, quý vị nhớ rõ giùm giúp sư nha, dù trong hoàn mọi hoàn cảnh nào, dầu là đau khổ hay là hạnh phúc, đau khổ hạnh phúc đây thì xin nhấn mạnh lại là cái quan điểm đau khổ hạnh phúc thế gian nha, dù là đau khổ hạnh phúc, dù là mình cho cái quả đó là thiện á, mình cho nha, gọi là mình cho cái chủ quan mình nha là thiện hoặc là bất thiện, không, thì mình nên làm gì thưa quý vị? Quan trọng nhất là cái thái độ mình nhìn nhận. Ví dụ thái độ mình nhìn nhận cái quả nó là bất thiện, mình nhìn nhận thái độ tích cực, nhìn nhận sao, mình nhìn nhận trên tinh thần tứ niệm xứ, tinh thần chánh niệm tỉnh giác, đúng không, thì cái cho dù cái nhân cái quả đó đó nó là bất thiện, đúng không, thì cái tâm mình á, cái tâm mình gieo cái nhân mới nè thì nó là thiện, chứ nó không có duyên theo bất thiện để nó gieo một cái nhân sanh tử luân hồi mới nữa. Cái điều nó quan trọng nằm đây nè, cái điều đó, đó cái điều đó mình nên nên làm đó, không, mà bắt buộc nha, thì nó bắt buộc là phải thực hành tứ niệm xứ, à niệm xứ để mình có chánh niệm tỉnh giác rồi thì mình mới phân định được, đúng không? Còn nếu mà mình nói mình không có thực hành tứ niệm xứ, không có chánh niệm tỉnh giác thì xin thưa gặp những trường hợp này nè thì mình mơ mơ hồ hồ, có nghĩa là đôi khi là thiện mình lại nghĩ là bất thiện, đúng không, mà bất thiện là mình lại duyên tiếp một cái nhân, có nghĩa là cái quả là bất thiện, cái quả là khổ, mình gieo lại một nhân mới, nhân bất thiện mới là gieo cái nhân sanh tử, nhân cái đau khổ mới nữa. Thì trước khi kết thúc câu hỏi này thì xin muốn phân tích thêm cái khía cạnh này cho quý vị hiểu. Giống như trường hợp quý vị nói cái người số 2, người A nè, có nghĩa là cái người A này là được làm chung với nó giám đốc, con giám đốc công ty, cho nên cái việc ăn nhàn. Nhưng mà thanh niên này là sao? Thanh niên này là mang cái tâm lý mặc cảm tội lỗi. Cái này nghe là đang nghe ngay 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 trường hợp này là thái độ chứ bị thái độ đã sai rồi, đúng không? Còn nếu mà thái độ đúng á, có chánh niệm tỉnh giác đây, thì cá nhân mình hiểu là thời điểm này nè là cái nhân quả mình đang hưởng đây nè, đúng không, là mình quan sát tâm mình, đúng không, chứ mình tự nhiên đâu có cớ hạ cớ gì đâu, mình đâu có phải đi ăn trộm ăn cắp hay là
mình đâu có phải là cố tình, vì hiểu không, trong trường hợp người số 2 nè, mình đâu phải mình cố tình làm cái việc mà giống như mình ăn trộm thời gian của ăn trộm trong công ty, hay là mình trốn việc hay không, hay là mình lười biếng mình không có phục vụ công ty đâu. Nhưng mà trong cái trường hợp này do làm chung với người con trai giám đốc này nè, cho nên mình khiến mình rơi như vậy. Thì nếu mà có một người này là có cái sự thực hành Vipassana thì ngay đó thầy quan sát tâm mình, biết là à nó chỉ là nó đây là cái vấn đề nhân quả thôi, mà quan trọng cái tâm mình bị cái tâm thiện nè. Tại vì người số 2 này nè tự nhiên mà rơi vào trạng thái tâm lý mà cảm tội lỗi, mà không hiểu nhân quả, không hiểu nhân duyên ở đây, à không hiểu lý duyên sinh đây, mà rơi vào mặc cảm tội lỗi một cách sẽ thấy có vẻ hơi vô lý nha. Đó thì rõ ràng là mà cái trạng thái mà cảm tội lỗi này cho là rõ ràng là tâm bất thiện thì bị tâm sân thù rồi. Trường hợp ngày số 2 này rất là rõ ràng nè, đó là do không có, nó thật sự là không do tu tập đó, cho nên không biết được đó. Cho nên là chung quy lại là cho dù hoàn cảnh gì, cho dù là thiện hay là bất thiện, thành hoàn cảnh là quả an lạc hay quả đau khổ nha, không phải quả an lạc là mình hưởng đâu nha, quả an lạc hay quả đau khổ cũng vậy, mình phải có tinh thần thực hành tứ niệm xứ, có tinh thần chánh niệm tỉnh giác trân trọng. Thì trong mọi trường hợp, dù trường hợp gì á, thì mình cũng nghĩa là thân, là thân làm thiện, khẩu làm thiện và ý làm thiện, điều đó quan trọng nhất. Giờ xin kết thúc câu trả lời đây.